Cài đặt định dạng văn bản trong phiếu bài tập trên Edulai. Trên Edulai, để cài đặt định dạng văn bản, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau. Phông chữ. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô phông chữ. Từ danh sách phông chữ thả xuống, bạn hãy chọn hoặc tìm kiếm phông chữ mà bạn muốn dùng. Cỡ chữ. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cỡ chữ. Cuối cùng, sử dụng nút cộng hoặc trừ để tăng giảm cỡ chữ. Tạo phong cách cho văn bản. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào các phong cách văn bản, bôi đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, màu nền hộp văn bản. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền văn bản. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Màu văn bản. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu văn bản. Cuối cùng, nhập trực tiếp mã màu hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt. Căn lề ngang. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề ngang. Cuối cùng, chọn một trong bốn lựa chọn căn lề ngang văn bản. Căn lề dọc. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề dọc. Cuối cùng, chọn một trong ba lựa chọn căn lề dọc văn bản. Kiểu gạch đầu dòng. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn kiểu gạch đầu dòng. Cuối cùng, chọn một trong ba lựa chọn gạch đầu dòng. Chiều cao dòng. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn chiều cao dòng. Cuối cùng, chọn một trong bốn lựa chọn cho chiều cao của dòng văn bản. Độ trong suốt. Đầu tiên, nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế. Sau đó, từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt. Cuối cùng, chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 đến 1. Chúc bạn thao tác thành công! Edulife.